Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh ô tô Duy Khánh. Vâng, trong ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe siêu rẻ. Một chiếc Deumatis bản SE sản xuất 2005. Phiên bản số sàn, hộp số 5 cấp và dung tích xi lanh là 0.8. Chiếc xe này hiện tại chỉ có mức giá là 56 triệu đồng. Vâng, 56 triệu đồng một chiếc Deumatis sản xuất 2005. Đấy, không khoan đục, xe gia đình sử dụng 56 triệu đồng. Đó, xe chạy rất là ok luôn. Một chiếc xe tập lái tránh mưa, tránh nắng thì quá là ok. Đấy, điều hòa cơ này, AC trước đầy đủ. Đó, điều hòa rất là khỏe và mát nhé. Đó, máy móc lổ thì cũng khá là êm. Đó, đầu đài chạy FM này. Đó, bảng tốc độ đồng hồ này, vô lăng còn khá là đẹp này. Một chiếc xe gia đình sử dụng không khoan đục, máy móc thân vỏ rất là ok luôn. 2005 bản SE, 56 triệu đồng thôi. Vâng, quý vị các bạn mà có nhu cầu hoặc quan tâm đến mẫu xe này thì phải gọi điện ngay cho em. Đấy, để sở hữu em nó. Đấy, nội thất ghế da này rất là sạch sẽ, 5 chỗ ngồi mà chỉ có 56 triệu. Đấy, trần lì nguyên bản, số sàn 5 cấp. Đấy, khóa điện rất là đầy đủ. Kính đằng trước là chỉnh điện nhá. Đấy, phần là táp lô cánh kiếc này. Đấy, keo chỉ này vẫn còn rất là đẹp luôn. 56 triệu đồng. Đó, chân kính về mưa đầy đủ hết. Một mẫu xe gia đình. Đó, giá lóc để hàng này, anten vây cá mập này. Đó, đèn phanh trên cao. Deumatis 2005 bản SE, 5 chỗ ngồi. Một mẫu xe về tránh mưa, tránh nắng, tập lái thì quá là ok luôn. Đó, đằng sau là kính quay tay nhá. Công nghệ đèn halogen đấy. La răng đúc đàng hoàng. Quá rẻ và quá ngon này. 56 triệu đồng. Đèn pha halogen, logo Matiz mang biển kiểm soát 34A. Đèn pha đèn gầm đầy đủ. Xe đăng kiểm rất là dài. Tháng 3 2022. Đó, sơn xi sạch sẽ. Thân vỏ con này khá là ngon. Đấy, cửa đóng rất là êm. Dòng xe này thì máy 0.8 thì khá là tiết kiệm nhiên liệu. Chỉ tầm 5 lít được hỗn hợp thôi, 5 lít xăng thôi. Đó, âm thanh 4 loa. Deumatis này thì chạy taxi rất là nhiều, nhưng chiếc này là không khoan đục nhá. Không chạy taxi nha, gia đình sử dụng 2005. 56 triệu đồng. Mức giá quá là hợp lý. Đó. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông. Đấy, gầm bệ khá chắc này, hệ thống treo trước độc lập, muffler sơn và dầm xoắn ở phía sau. Quý vị và mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, hoặc bật nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị và các bạn mà em đưa lên. 56 triệu rồi. Đi lại tránh mưa tránh nắng, đăng kiểm rất là dài rồi. Đấy, anh em nào mà quý vị các bạn nào mà mới có bằng thì mua chiếc này về tập lái thì quá là ok luôn. Đó, máy đề phát lổ luôn. Đó, điều hòa rét run. Con này số cực kỳ là ngon này. Đấy, rất là nhẹ nhàng này. Đó, số tiến số lùi đều rất ok luôn. Đó, này mà mua về cho ông nội đi đón trẻ con thì quá là ngon luôn. Đó, 1.8 mà đi khá là bốc. 0.8 nhé.
Vâng, quý vị các bạn mà quan tâm mà có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ ngay cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. 56 triệu đồng. Thời điểm dịch giã này thì bên em có hỗ trợ ship đến tận nơi cho quý vị các bạn nhé. Đó, quý vị phải cọc vài triệu thôi. Đấy, em đã ship đến tận nơi cho quý vị các bạn. Vừa hôm vừa sáng này thì bên em mới bán một chiếc màu như này, biển 29, và mức giá là 65 triệu đồng. Chiếc này chỉ 56 triệu đồng mà còn rất là ngon. Đấy, mua giá nào bán ra đấy nhé. Mát lắm. Khi mà quý vị các bạn mà đang đi xe máy thì mà đi ô tô thì sẽ nghiện ấy. Không ồn nào, không bụi bặm, không mưa, không nắng. Hệ thống giảm xóc nó rất là êm so với xe máy gấp 5 gấp 10 lần cơ. Đó, đều ma tít. Đây em cho quý vị các bạn xem vào qua phần nào khoang máy này. Đó, cửa đóng siêu êm. Đấy, em còn đang để cả điều hòa nhé. Đấy, đây là tổng quan tổng thể phần khoang máy của Dematic SE 2005 phiên bản số sang, số 5 cấp, mình là 0.8. Xe dùng 3 máy, cực kỳ tiết kiệm xăng, 5 lít đường hỗn hợp thôi. Còn là ai này, theo chỉ nguyên bản xe gia đình đi khá là sử dụng khá là giữ xe. Vâng, một chiếc Dematic sản xuất 2005 có mức giá là 56 triệu đồng. Vâng, quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe này liên hệ cho Khánh theo số điện thoại 0917162240 hoặc kết bạn Zalo em để biết thêm chi tiết xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Vâng, em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô Duy Khánh. Xin chúc quý các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều vui, luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.